Kế hoạch để loại bỏ Kiss càng được Zeruri củng cố mạnh mẽ hơn sau khi Kiss vượt qua trò chơi mê cung bằng cách tiêu diệt toàn bộ đám Yamato Rider cũng như giải mã được ngôn ngữ của Yamato. Anh bây giờ như một chiếc gai trong mắt của tên Game Master. Hắn ta cảm thấy anh đang đe dọa tới sự thật liên quan tới trò chơi Desiren Rit cũng như là kẻ cần phải bị thay thế do chiến thắng của anh đã quá nhiều. Kế hoạch này được hắn thực hiện qua trò chơi tiếp theo. Trò chơi giữ ghế, một tên Yamato sẽ có khả năng đánh cắp thắt lưng Desiriver từ mọi người. Họ phải nhanh chóng tìm ra được chúng, đánh bại tên Yamato bằng cơ thể của một người bình thường nhằm lấy lại chiếc thắt lưng và chuyển hóa. Không lấy được chiếc thắt lưng sau khi tên Yamato bị đánh bại sẽ là kẻ phải biến mất. Có lẽ lần này thần may mắn đã không mỉm cười với Ace khi anh ta không giành được chiếc thắt lưng nào. Ace đã được một kẻ bí ẩn, một người trong ban tổ chức gửi cho anh một vật phẩm. Vật phẩm này về sau chúng ta sẽ biết là do người hỗ trợ của anh cung cấp cho Ace. Nhận được vật phẩm hỗ trợ mới, thứ mà làm cho Game Master cũng phải kinh ngạc. Ông ta vẫn chưa bao giờ thêm vật phẩm này vào Desiren Rit. Nó với tên gọi Trim Buckle nhưng đơn thuần chỉ là một chiếc buckle cơ bản. Chữ Trim ở đây là gì? Ace không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, chụp lấy chiếc buckle bất ngờ bay tới, mượn chiếc Desiriver từ Tycoon với lời hứa sẽ trao tất cả buckle mà anh sở hữu sau khi sử dụng xong Desiriver, nhập Core ID và chuyển hóa thành hình dạng đầu tiên, Rising Form. Tất cả gì Kiss thay đổi chỉ là phần gương mặt, anh giống hệt với Amtrai, gắn vào đó một cặp kính đến từ tương lai, chiến binh đến từ một không gian hoàn toàn khác. Cùng với đó là thanh Rising Sword, thanh gươm năng lượng với hai đầu lưỡi được trang bị hai màu sắc neon cam và xanh, toát ra nguồn năng lượng hủy diệt đến từ tương lai mà nó mang lại. Rising Sword rơi vào tay của Kiss, thứ vũ khí tưởng chừng như đơn giản lại chưa bao giờ được anh sử dụng. Anh đã sử dụng rất nhiều thứ, từ cung nỏ nắm đấm cho tới cả chiếc vòi phun nước, nhưng lại chưa bao giờ cầm trên tay một thanh gươm. Những đòn tấn công tạo ra luồng điện cam và xanh, những nguồn năng lượng từ tương lai này giáng hàng loạt nhát chém vào người của đám Yamato. Từng nhát chém là tiêu diệt, là hủy diệt, là cắt đôi. Nó là sức mạnh từ vũ khí tối thượng đi cùng với người có kỹ năng tối thượng. Nguồn năng lượng tỏ ra xung quanh của nó đủ sức để hủy diệt tất cả những tên Yamato đứng cạnh anh. Chỉ còn lại tên Yamato vẫn còn đứng vững trước những nhát chém từ Rising Form.